vào bất kỳ hiệu thuốc nào trên đường Phùng Hưng, Hà Đông, hỏi các sản phẩm chức năng hỗ trợ điều trị ung thư. Người bán hàng ở đây cũng giới thiệu khá nhiều sản phẩm từ nano cocumin tam thất xạ đen, nano fucumin hay nano cocumin beta glucan. Tất cả các sản phẩm này được sản xuất bởi Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Sản xuất Thực phẩm Chức năng Học viện Quân y và đều có giá trên dưới 300.000 đồng một hộp. Theo người bán hàng ở đây, các sản phẩm này dù là thực phẩm chức năng nhưng một trong số trường hợp bị ung thư đã phẫu thuật nếu dùng thì có thể điều trị dứt điểm. Ung thư vú thì nếu mà sau phẫu thuật mà dùng các thuốc hỗ trợ ấy thì là tỷ lệ của khỏi của nó lên đến tận 99-100%. Ung thư vú và ung thư tuyến giáp là một trong hai ung thư có dùng cái này khỏi hoàn toàn. Dùng cái này. Sau khi dùng kết hợp cùng dùng cùng dùng cái này sau phẫu thuật ra trong một tuần là vết thương lành khô khỏi đẹp cực luôn, không bao giờ có mụn, không bao giờ có nhiễm. Khả năng khỏi có lên đến 99% nếu như mà sau phẫu thuật rồi, đúng không? Sau phẫu thuật rồi để dùng hỗ trợ kết hợp. Chưa dừng lại ở đó, người bán hàng cũng cho biết chỉ cần sử dụng các sản phẩm này và không cần kết hợp với bất kỳ sản phẩm nào khác, kể cả thuốc, có thể phục hồi được sức khỏe. Không cần thêm bất kể cái gì cả mà chỉ cần ăn uống thực dưỡng thôi, tập luyện nhẹ nhàng thôi. Là sử dụng thêm cái này. Tại vì cái này cả tam thất cả xạ đen, tất cả những cái mà em cần thiết cho đông y đều có hết rồi. Bất kể một sản phẩm nào trước khi lưu thông như tôi đã nói đều phải có được cái giấy xác nhận của Bộ phù hợp quy định an toàn thực phẩm của Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế cấp. Chưa nói đến chất lượng của sản phẩm ra sao, nhưng với chiêu trò quảng cáo, giới thiệu từ nhà thuốc cũng đủ khiến người tiêu dùng hiểu nhầm đó là thuốc. Quay trở lại với các trang web giới thiệu một số sản phẩm này, được phân phối và chịu trách nhiệm chất lượng bởi Công ty Cổ phần Thiết bị Vật tư Y tế Nam Việt. Ở địa chỉ khu đô thị mới Dương Nội, Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội. Trên một số trang web, chúng tôi chưa khẳng định là của nhà phân phối, nhưng lại quảng cáo là sản phẩm giúp hết các triệu chứng đau dạ dày, tá tràng hay điều trị ung thư. Đây là điều hoàn toàn vi phạm quy định về quảng cáo từ Cục An toàn Thực phẩm. Ngoài ra, những quảng cáo tìm kiếm trên Google cũng được giật tít khiến cho người tiêu dùng hiểu nhầm các sản phẩm này đều là thuốc. Không nói là người dân ở đây, như tôi nói, bạn bè ở trong ngành của tôi, người ta cũng không biết hết, không thể biết được. Và do đó nhiều khi người ta cũng hỏi mình là thế này là thật hay là giả hay là thế này có đúng hay không. Còn sản phẩm nano cocumin tam thất xạ đen được phân phối bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Phương Linh ở địa chỉ 11/19 ngõ 336 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Trên trang web bán hàng, có thể là một số đại lý lại được quảng cáo khiến người tiêu dùng hiểu nhầm là thuốc. Chưa hết, clip này được ăn cắp từ công trình nghiên cứu khoa học của tiến sĩ Hà Phương Thư thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhằm đánh lừa người tiêu dùng. Tăng lên về cái tác dụng, thổi phồng nó lên quá mức. Thậm chí có những cái sản phẩm mà họ nói nó có tác dụng chữa bệnh, kể cả chữa được cả ung thư. Cái điểm thứ ba, một cái khuyết điểm nữa là trên trang mạng như thế là họ cứ nói kể cả những cái sản phẩm mà chưa được phép lưu hành cũng vẫn đem lên quảng cáo. Thế thì đấy là ba cái chính mà đang xảy ra trên cái trang mạng xã hội hiện nay. Việc để các công ty phân phối, các đại lý hay nhiều nhà thuốc quảng cáo sản phẩm một cách quá đà, không kiểm soát đang khiến cho người tiêu dùng hoang mang. Đây là những vi phạm nghiêm trọng trong quảng cáo thực phẩm chức năng. Đáng nói, nó diễn ra ngày càng phổ biến với những chiêu trò tinh vi hòng đánh lừa người tiêu dùng.